Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác đổ ải vụ xuân. Các doanh nghiệp nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động. Tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 675 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ứng phó với căng thẳng tinh thần khi có F0 điều trị tại nhà. Vũ Thị Hà Phương, cô gái nghị lực. Cháy lớn thiêu rụi 3 cửa hàng buôn bán kinh doanh ở thị trấn Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp về kiểm tra công tác lấy nước đổ ải vụ xuân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các giải pháp công tác chỉ đạo lấy nước đổ ải vụ xuân trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 3 tháng 1, một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh đã tranh thủ nguồn nước để bơm đổ ải. Đến ngày 17 tháng 1, toàn tỉnh đang vận hành 232 trạm bơm với 312 máy bơm, đã bơm nước đổ ải được hơn 9,1 nghìn hectare, đạt 34% diện tích. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành bơm nước đổ ải và tích trữ nước vào trong các hệ thống sông trục kênh Mương trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kiểm tra thực tế công tác lấy nước đổ ải trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh và các đơn vị thủy nông tranh thủ nguồn nước trong hệ thống sông trục kênh Mương hiện có, tập trung huy động tối đa công suất các trạm bơm để lấy nước, phấn đấu kết thúc giai đoạn 2 kế hoạch lấy nước của tỉnh, đổ ải cơ bản đạt 100% diện tích gieo cấy lúa vụ xuân. Đồng thời, trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao, hồ đầm, các vùng trũng để có nước phục vụ sản xuất cho thời gian tiếp theo. Thường xuyên kiểm tra bờ vùng bờ thửa, hoành triệt các cống tiêu nước ra sông ngoài, quản lý chặt chẽ nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi, nhất là khi rút nước mặt ruộng để phục vụ gieo cấy. Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức làm đất cho những diện tích đã đủ nước, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân quản lý và chống thất thoát lớp nước mặt ruộng để làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình nguồn nước, công tác vận hành công trình thủy lợi và tiến độ đổ ải, kịp thời báo cáo tham mưu với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo đảm bảo việc lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022. Sáng nay, huyện ủy Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu với hội nghị. Năm 2021, huyện ủy Yên Mỹ đã tích cực xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2022, huyện ủy Yên Mỹ xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao vai trò gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý 6 vấn đề các cấp ủy huyện Yên Mỹ cần tập trung thực hiện. Trong đó, cụ thể hóa các chương trình hành động, đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống, tăng cường thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, mua sắm trang thiết bị tài sản công, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
kịp thời phối hợp giải quyết những phát sinh vướng mắc của người lao động. Năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát động thực hiện những phong trào thi đua, triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, thực hiện rà soát, chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An, trao hỗ trợ 30 chuyến xe, 3.000 suất quà Tết với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng cho đại diện công đoàn các cấp, công đoàn cơ sở để trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn luôn nỗ lực tạo việc làm và quan tâm đến đời sống người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Năm 2021, cả 3 nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề đóng trên địa bàn tỉnh là khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, huyện Khoái Châu và huyện Tiên Lữ đều có thời gian từng phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế do có ca bị mắc COVID-19, làm ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn phòng chống dịch, công ty đã đưa sản xuất đi vào ổn định, việc chăm lo đời sống cho gần 12.000 người lao động. Ngoài đảm bảo đủ việc làm, các chế độ chính sách và mức lương bình quân từ 8 triệu đến trên 10 triệu đồng một người trên tháng. Tết Nhâm Dần này, công ty còn dành 72 tỷ đồng để thưởng cho công nhân, người lao động. Đối với công ty, người lao động có vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi luôn mong muốn họ gắn bó lâu dài với công ty, nên mặc dù khó khăn, công ty vẫn trích doanh thu để thưởng cho toàn bộ gần 12.000 công nhân với mức từ 7 đến 8 triệu đồng trở lên để họ được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Làm việc ở công ty em rất là yên tâm, những chế độ phúc lợi rất là đảm bảo. Tết này công ty tặng thắng lương thứ 13, bản thân em thì là cái mức đó tầm khoảng là trên chục triệu. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện đã có trên 200 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động với mức bình quân là 6,2 triệu đồng một người. Trong đó, khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết bình quân đạt 12 triệu đồng một người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3,7 triệu đồng, công ty có cổ phần, vốn góp, chi phối của nhà nước 4 triệu đồng một người. Đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước của tỉnh cho người lao động, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tích cực khắc phục, nỗ lực trong đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động và cơ bản duy trì ổn định mức thưởng Tết để động viên người lao động như năm 2020. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ngành may vẫn đảm bảo mức thưởng Tết cho công nhân lao động bình quân từ 10 triệu đến 13 triệu đồng. Năm 2021, mặc dù chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái quá trình sản xuất do dịch bệnh gây ra, nhưng bằng cái sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, chúng tôi vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Chính vì vậy, lãnh đạo công ty vẫn đảm bảo các cái khoản mà phúc lợi hoặc khoản thưởng cho Tết cho cán bộ công nhân viên ít nhất là tương đương như là Tết năm Tân Sửu vừa rồi. Năm nay do tình hình dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh không tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, nhưng cũng đã chuẩn bị gần 4.000 phần quà để tặng động viên các đoàn viên công đoàn gặp khó khăn với mức 800.000 đồng một suất. Sự quan tâm của các cấp chính quyền, công đoàn, nhất là các doanh nghiệp đã và đang góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận kỷ lục 675 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 270 ca so với ngày trước. Trong đó, huyện Tiên Lữ ghi nhận 161 ca, huyện Văn Lâm ghi nhận 149 ca, huyện Yên Mỹ ghi nhận 110 ca, huyện Văn Giang ghi nhận 65 ca, hầu hết là những ca ghi nhận trong các khu phong tỏa, cách ly. Toàn tỉnh đang thu dung điều trị cho trên 3.900 bệnh nhân, trong đó 766 bệnh nhân điều trị tại nhà, có 90 bệnh nhân được ra viện. Thành phố Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị phát động cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân tiếp tục thực hiện đợt cao điểm ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19.
hoạt động nhằm tạo nguồn lực để đầu tư trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ các khu cách ly điều trị cho bệnh nhân, hỗ trợ người trực tiếp tham gia phòng chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ngay tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp ủng hộ gần 200 triệu đồng và nhiều trang thiết bị vật tư y tế khác. Đợt quyên góp ủng hộ sẽ diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Trước đó, thành phố Hưng Yên vận động được 1,8 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn về cách ứng phó với căng thẳng tinh thần khi gia đình có bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Khi một người nhiễm COVID-19, các thành viên trong gia đình có thể thấy lo âu, căng thẳng. Người nhiễm COVID-19 có thể gặp các tình trạng căng thẳng, tinh thần như sợ hãi và lo lắng về sức khỏe của bản thân và người thân. Thay đổi thói quen ngủ và khó tập trung. Ăn uống kém, chán ăn. Các bệnh mãn tính trầm trọng hơn như bệnh dạ dày, tim mạch. Các bệnh tâm thần có thể trầm trọng hơn. Uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc khác nhiều hơn. Cách ứng phó với căng thẳng tinh thần. Tránh xem, đọc hoặc nghe những câu chuyện tin tức về dịch COVID-19, nhất là trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Chăm sóc cơ thể và sức khỏe tinh thần của bản thân. Hít thở sâu hoặc thực hành thiền. Cố gắng ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng. Tập thể dục thường xuyên, vừa sức, không thức khuya. Tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy, các loại thức ăn thức uống có chất kích thích. Dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn, cố gắng thực hiện một vài hoạt động mà bản thân yêu thích như đọc sách, vẽ, xem phim, nghe nhạc, làm mô hình, nấu ăn nếu có thể. Gọi cho nhân viên y tế phụ trách nếu căng thẳng tinh thần ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Tăng cường giao tiếp kết nối với những người khác tâm sự về những lo lắng, kết nối với các tổ chức cộng đồng hoặc tôn giáo hoặc nhóm diễn đàn xã hội. Thừa nhận việc căng thẳng cũng không sao, cũng không có gì là xấu hổ khi nhờ người khác giúp đỡ. Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi 20 tươi đẹp và đang học đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ mất sớm, Vũ Thị Hà Phương ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã phải nghỉ học, đi làm để phụng dưỡng bà nội và lo cho các em ăn học. Mặc dù bao nỗi vất vả đè lên vai một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng tinh thần nghị lực vươn lên của Phương là tấm gương để nhiều người học tập noi theo. Sau nhiều năm mắc bệnh gan, năm 2016, bố của Phương đã qua đời. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai, thì đến năm 2017, mẹ em phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Với quyết tâm để mẹ được vui, ngoài việc thay cha mẹ chăm sóc gia đình, Phương đã nỗ lực học tập và thi đỗ đại học. Em học trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh bởi vì trường gần nhà, sẽ không phải thuê trọ, mình sẽ đỡ được những cái khoản tiền, nói chung là đỡ được khoản nào thì mẹ em sẽ đỡ nặng gánh cái khoản đó. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, khi mẹ ốm nặng phải xạ trị thì Phương cũng lên viện cha mẹ. Thời gian mẹ đi viện mỗi ngày một nhiều, vì thế thời gian đến trường của em mỗi ngày một ít đi. Cuối cùng, Phương đã quyết định nghỉ học, mong nhiều thời gian chăm lo cho mẹ và cũng là để đi làm, có thêm kinh phí trang trải cho gia đình. Tôi rất thương cho cháu là vì cháu Phương này là cũng bằng tuổi con trai của tôi. Vì bố mẹ mất cháu cũng không có ai chu cấp để cho cháu đi học, rồi buộc cháu phải nghỉ học để đi làm để nuôi hai em ăn học. Nên thì giống như là thay cho mẹ làm mọi tất cả công việc luôn, kiếm tiền cho bọn em ăn học, chăm sóc cho bọn em. Cảm thấy chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, tại vì có những công việc trước là chị chưa làm thì giờ chị cũng đã phải làm. Trong khi bạn bè chị đang đi học, làm việc bình thường thôi, không phải gánh nặng về cuộc sống, nhưng mà chị lại cứ lo cho bọn em và bà. Mẹ qua đời, bỏ lại Phương cùng hai em gái sinh đôi và bà nội đã ngoài 80 tuổi, lúc nhớ, lúc quên. Thương bà tuổi cao sức yếu, thương các em chịu nhiều thiệt thòi, nên Phương luôn chăm chỉ làm việc để dành những gì tốt đẹp nhất cho người thân của mình, thậm chí đến chuyện tình cảm hay tương lai của bản thân. Phương cũng chỉ gạt đi với lý do, giờ chưa phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, phải tập trung lo cho các em trước. Hai bạn ấy là một cái động lực rất là lớn
em có thể chấp nhận chịu khổ, có thể làm tất cả như hai bạn ý. Em rất là hy vọng và cố gắng để làm sao hai bạn đó tiếp tục con đường học hành của mình, để các bạn ý cố gắng làm sao để các bạn ý vào được đại học. Em đã thiệt thòi, em rất là muốn là các bạn ý sẽ có được một cái hành trang bước vào đời tốt hơn, cái cuộc sống của bạn ấy sau này sẽ tốt hơn em. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng hơn 2 giờ sáng nay, tại khu vực gần cổng chợ Thổ Hoàng, thuộc khu phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, xảy ra vụ cháy lớn, rất may không có thiệt hại về người. Đây là khu vực có 4 hộ, vừa ở, vừa kinh doanh liền kề. Được biết, các hộ chủ yếu kinh doanh đồ gia dụng. Do hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm, không được phát hiện kịp thời, mặt khác trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao phủ. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Ân Thi đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Do đám cháy quá lớn đã thiêu rụi tài sản của 3 trên 4 hộ. Hiện chưa thống kê được tổng số thiệt hại cụ thể. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ tháng 12 năm 2021 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 95 tổ chức, cá nhân, trong đó đã phát hiện lập biên bản xử lý 34 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh. Địa bàn kiểm tra tập trung chủ yếu ở khu vực chợ trung tâm siêu thị, cơ sở kinh doanh đại lý, các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết như bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm, các mặt hàng điện tử. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 30 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 140 triệu đồng, đã tiêu hủy trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không niêm yết giá hàng hóa và vi phạm về quy định hợp quy. Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại, xử lý ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng không dứt điểm là nguyên nhân dẫn đến điểm nghẽn tại một số tuyến đường. Điều này khiến cho việc khai thác các tuyến đường trở nên kém hiệu quả. Tuyến đường tỉnh 387 dù đã hoàn thành cả năm nay, nhưng đoạn qua bãi Sậy, huyện Ân Thi hiện vẫn đang tồn tại một nút thắt cổ chai với chiều dài khoảng gần 100 mét giao với quốc lộ 38. Kết nối với thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm chưa thi công được đã gây mất mỹ quan toàn tuyến và gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Hôm nay là một ngày em đi từ trên đường 5 xuống, cả đoạn đường đẹp mà mỗi đoạn này xấu, lãng phí quá ấy. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi, nguyên nhân là do còn hai hộ dân chưa đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, và dù thời gian đã kéo dài vài năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được. Tương tự như vậy, tuyến đường trung tâm thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2 đã hoàn thiện, nhưng tại điểm nối từ xã Dương Quang đến xã Hòa Phong vẫn chưa được thi công do còn 5 hộ có diện tích đất giao trái thẩm quyền chưa giải phóng được mặt bằng. Chính điều đó đã khiến cho đoạn đường này khai thác kém hiệu quả. Hiện nay thì đã có 2 hộ là nhận cái đất tái định cư và nhận cái tiền theo cái quy định của tỉnh. Tuy nhiên thì vẫn còn 3 hộ là hiện nay là vẫn chần chừ, chưa nhận tiền theo các cái quy định. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền, và nếu các hộ mà cố tình không nhận thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Trên đây là 2 trong số nhiều tuyến đường trong tỉnh gặp phải tình trạng trên. Ngay cả các tuyến đường nội thị của thành phố, việc đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do những điểm nghẽn này đã và đang hạn chế hiệu suất khai thác, gây lãng phí, rất mong các địa phương tập trung sớm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn còn tồn tại. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh liên tục đe dọa sẽ đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, giới chính trị Đức bày tỏ quan điểm cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ gây hậu quả thảm khốc như bom nguyên tử.
Mỹ và các đồng minh có ý định áp các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng của Nga và quỹ tài sản có chủ quyền của Nga. Trừng phạt cũng sẽ bao gồm khả năng ngắt kết nối quốc gia này khỏi mạng lưới ngân hàng SWIFT. Chính trị gia Đức, ông Friedrich Merz, nhà lãnh đạo sắp tới của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU bảo thủ của Đức, nhấn mạnh rằng việc đình chỉ Nga khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế SWIFT sẽ là một quả bom nguyên tử với thị trường vốn, về cơ bản sẽ phá vỡ lưu lượng thanh toán quốc tế, gây tổn hại không chỉ đến thương mại hàng hóa và dịch vụ của châu Âu, Nga, mà còn cả thương mại toàn cầu. Vụ phun trào núi lửa quy mô lớn tiếp tục được ghi nhận ở Tonga sau vụ phun trào gây ra sóng thần tại quốc đảo Thái Bình Dương này. Dữ liệu giám sát cho biết, vụ phun trào mới nhất ở Tonga được phát hiện vào sáng sớm ngày 17 tháng 1, gây ra một số đợt sóng trong khu vực. Sau đợt phun trào ngày 14 tháng 1, núi lửa gần Tonga tiếp tục phun trào vào chiều 15 tháng 1, và chỉ 4 phút sau, sóng thần cao khoảng 1,2 mét đã ập vào thủ đô của Tonga. Chính phủ Tonga chưa đưa ra thông báo nào về thương vong và quy mô thiệt hại, nhưng hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đã nhấn chìm nhiều tuyến đường ven biển, tràn vào nhà cửa và cuốn trôi xe cộ. Hàng loạt các quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần, trong đó có Mỹ, New Zealand, Canada. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết sóng thần đã đến nước này vào đêm 15 rạng sáng ngày 16 tháng 1, vài giờ sau vụ phun trào núi lửa lớn ở Tonga. Indonesia mới đây đã sản xuất và hạ thủy thành công hai tàu chiến, trong đó có một tàu tàng hình, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới có khả năng sản xuất tàu chiến tàng hình. Tàu được đặt tên là Golok 688, dài 62,53 m, rộng 16 m, có tốc độ tối đa là 28 hải lý một giờ và có khả năng chở 25 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu được làm bằng vật liệu composite có độ bền cao, trọng lượng nhẹ và chống ăn mòn, đồng thời có khả năng tránh sự phát hiện của radar. Với chiếc tàu chiến này, Indonesia trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ sản xuất thành công tàu chiến tàng hình. Cùng với Golok 688, Indonesia cũng đưa vào sử dụng một tàu chiến nội địa khác trong lễ khánh thành, thể hiện nỗ lực của chính phủ nước này trong việc kiểm soát công nghệ hải quân và xây dựng nền công nghiệp quốc phòng trong nước độc lập. Tiếp tục chương trình với các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Tại Anh, nơi biến chủng Omicron tấn công sớm và từng lây lan với tốc độ nhanh, chính phủ Anh đang hy vọng có thể dỡ bỏ các hạn chế ngăn COVID-19 vào cuối tháng này khi đà tăng số ca nhiễm biến chủng Omicron dường như đang chậm lại. Sau khi biến chủng Omicron xuất hiện, số ca COVID-19 hàng ngày của Anh đã tăng vọt lên mức 200.000 ca hồi đầu tháng, buộc Anh phải áp dụng các hướng dẫn làm việc tại nhà và yêu cầu người dân xuất trình hộ chiếu vaccine khi tham dự các sự kiện lớn. Tuy nhiên hiện nay, số ca mắc giảm xuống còn chưa đầy một nửa. Giới chức Anh dự kiến sẽ bãi bỏ những hạn chế mới vào ngày 26 tháng 1, nhưng quy định bắt buộc đeo khẩu trang có thể vẫn tiếp tục được thực hiện. Xin chuyển sang các thông tin khác. Ở tuổi 19, nữ phi công trẻ tuổi người Bỉ Zara Rutherford đã trở thành cô gái trẻ nhất từng bay vòng quanh thế giới. Nữ phi công Zara Rutherford, 19 tuổi, đã hạ cánh máy bay thể thao một ghế Shark tại Bỉ, kết thúc hơn 150 ngày thực hiện hành trình bay vòng quanh thế giới, trở thành thiếu nữ trẻ nhất thực hiện điều này. Kỷ lục trước đó thuộc về một nữ phi công Mỹ thiết lập năm 30 tuổi. Zara Rutherford đam mê điều khiển máy bay từ nhỏ vì cả cha mẹ cô đều là phi công. Ở tuổi 14, cô bắt đầu học lái máy bay và đã tích lũy được 130 giờ bay trước khi thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới. Thông qua chuyến bay, Rutherford muốn gửi thông điệp truyền cảm hứng tới các cô gái và phụ nữ trẻ trên toàn cầu về tinh thần của ngành hàng không và niềm đam mê với các môn khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ. Nhằm đảm bảo an toàn một cách tối đa trước đại dịch COVID-19 cho sự kiện Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra, Trung Quốc đang tăng cường lực lượng robot để phục vụ các vận động viên, hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa con người với con người. Kể từ đầu tháng 1 năm 2022, Trung Quốc đã đặt các biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 tới. Trong suốt thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh, các vận động viên, phóng viên và nhân viên phục vụ sự kiện sẽ phải sống trong vòng tròn khép kín, không được phép tương tác với thế giới bên ngoài, gồm cả việc giao thực phẩm từ nhà hàng bên ngoài vào. Để giảm thiểu sự tiếp xúc với con người, các robot đã được triển khai tại nhiều điểm khác nhau trong làng Olympic để thực hiện những nhiệm vụ như chuẩn bị và vận chuyển thực phẩm, khử trùng và làm công tác hậu cần. Ngoài ra, các robot đầu bếp cũng chuẩn bị những loại thức ăn như cơm, bánh mì, hamburger. Olympic Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 2 năm 2022. Không giống như Olympic Tokyo Nhật Bản vào năm 2021, khán giả địa phương sẽ không được phép tham dự sự kiện lần này ở Bắc Kinh. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.